Thưa quý vị, kinh tế thành phố Đà Nẵng khởi sắc sau 9 tháng nỗ lực phục hồi là minh chứng cho thấy sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân. Đây cũng sẽ là động lực để thành phố hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong năm nay. Từ sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt và quyết liệt, 9 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt 18.930 tỷ đồng, đạt 96,55% dự toán trung ương giao, tăng 24,43% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến sẽ về đích sớm trong tháng 10 này. Đây là kết quả có được từ sự thích ứng linh hoạt và phục hồi rõ nét của kinh tế thành phố Đà Nẵng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, GDP của chúng ta đã tăng trưởng được 16,7%. Đây cũng là một con số kỷ lục. Đà Nẵng đã xếp thứ 4 trên 63 tỉnh thành phố về tốc độ tăng trưởng GDP và xếp thứ 3 trên 14 tỉnh thành phố trong khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đồng thời là đứng đầu trong 5 tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về quy mô và tốc độ tăng trưởng GDP. Bên cạnh những kết quả tích cực, thành phố cũng đã nhận diện được những điểm nghẽn, những thách thức đang đặt ra. Vì vậy, trong quý tư này, thành phố quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong nghị quyết của Thành ủy năm 2022. Trong đó, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tập trung vào 3 trụ cột chính là công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch và dịch vụ. Hiện tại là đang tạo cái cơ sở hạ tầng tốt nhất cho các nhà đầu tư. Cụ thể là bên cạnh các cái dự án mà của tư nhân đầu tư thì thành phố cũng triển khai cái dự án công viên phần mềm số 2 để tạo cái mặt bằng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước để có cái nơi làm việc thật là tốt với lại một cái địa điểm mới, một cái vị trí rất là đắc địa. Thì ban thành phố sẽ tổng rà soát các cái chỉ tiêu, các cái nhiệm vụ, các cái đề án, các cái dự án đã được giao. Cái nào chậm tiến độ, nguyên nhân phân tích rất là cụ thể để mà đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành những nhiệm vụ này. Và dự báo tình hình năm 2023 để xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội cho năm 2023. Và tất cả các giải pháp, các chỉ tiêu phải được xây dựng phải có cơ sở khoa học, và theo đó thì có những cái biện pháp phù hợp để chúng ta làm. Song song với việc tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế trong quý tư, thành phố cũng quyết tâm đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội. Trong đó, tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai.